Tập 2. Bà ba sao vậy? Bà ba tỉnh lại đi. Mẹ à, mẹ. Nhã Cầm, mẹ sao vậy? Nhã Cầm, có chuyện gì vậy? Chuẩn bị xe, có chuyện gì vậy? Mau lấy nước, nhanh lên. Mau dập lửa đi, nhanh lên. Dập lửa đi, mau lên. Tôi phải vào trong, nguy hiểm lắm, cô không được vào đâu. Mẹ của tôi ở bên trong, không được vào đâu. Chú để tôi vào đi. Mẹ, đại tiểu thư. Nhã Cầm, mẹ tiếc, trông chừng một lát. Nhã Cầm, quá nguy hiểm rồi, buông tôi ra. Đại tiểu thư, cô bình tĩnh đi. Buông tôi ra. Vũ Đồng, bình tĩnh lại đi. Chú Kim, chú trông chừng cô ấy. Đại tiểu thư, buông tôi ra. Đại tiểu thư, đưa đây. Mẹ ơi. Cậu Phương. Nhanh lên, cẩn thận đó. Bà nội đừng đi, chờ tin tức của con. Sao bà không đi được chứ? Không cho ta đi, không lẽ muốn ta chết sao? Lão Kim, ông ở nhà giải quyết đi. Đi, nhanh lên. Đi thôi, nhanh lên. Bác sĩ, tình hình con dâu của tôi sao rồi? Đầu của bệnh nhân xuất huyết, hôn mê bất tỉnh sao? Chúng tôi đã xử lý những chuyện liên quan, nhưng phải quan sát 3 ngày. Nếu qua được 3 ngày sẽ không sao đâu. Còn nếu không được, e rằng các người phải chuẩn bị tâm lý. Lão phu nhân, chuyện này sao số của Nhã Cầm lại khổ như vậy chứ? Bà nội đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, qua 3 ngày nữa sẽ không sao đâu. Nó yếu ớt như vậy, có chịu nổi 3 ngày hay không? Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu khổ cực như vậy, mẹ đều có thể vượt qua được. Thì con tin lần này chắc chắn không thành vấn đề đâu. Hy vọng là như vậy. Bà nội, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Con sẽ ở đây chăm sóc cho mẹ là được rồi. Làm sao mà được chứ? Con và Vũ Hàm kết hôn bằng nghi thức công khai. Mẹ của Vũ Hàm là mẹ vợ của con. Bây giờ Vũ Hàm không có ở nhà, con chăm sóc cho bà ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đều tại ta. Tại ta không nên nhất thời mềm lòng để cho Gia Lệ trở về. Chuyện này chắc chắn có dính dáng tới nó. Bà hai tinh thần lúc ổn lúc không. Bản thân bà ấy đã làm gì? Đôi khi bà ấy cũng không biết được. Ai biết nó ngốc thật hay là giả điên đây? Chắc chắn chuyện này liên quan tới nó. Bà nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Mẹ nhất định phải cố gắng lên. Chỉ cần qua được thời kỳ nguy hiểm này thì sẽ không sao đâu. Vũ Hàm, em nhẫn tâm không về thật sao? Em nỡ bỏ lại anh, không lẽ cũng nỡ bỏ người mẹ đã sinh em ra, nuôi em lớn hay sao? Vũ Hàm, sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ? Ah!
Nè con yêu, ngoan đi. Mẹ chưa chuẩn bị xong đâu. Đừng vội nha. Mẹ chưa chuẩn bị xong hết. Mẹ à, ít nhiều gì mẹ cũng phải nói một câu đi chứ. Tôi không biết gì hết, đừng có hỏi tôi. Đừng hỏi tôi không biết đâu. Lửa cháy như vậy mẹ nói không biết sao? Mẹ nói con nghe đi. Nửa đêm nửa hôm mẹ tới phòng của bà ba làm gì chứ? Đừng có ép tôi mà. Đừng có ép tôi. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết thiệt mà. Tôi không biết đâu. Đừng có hỏi tôi. Đừng có ép tôi. Tôi không biết. Bà nội à, bà ba bây giờ sao rồi? Hôn mê bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Đừng có ép tôi. Đừng ép tôi. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành, sao tự nhiên trong phòng lại cháy? Đang yên đang lành, tại sao Nhã Cầm lại té từ trên lầu xuống chứ? Không biết. Tôi không biết đâu. Tôi không biết thiệt mà. Đừng có ép tôi. Cô điên điên khùng khùng như vậy phải tới khi nào đây? Tôi không biết đâu. Đừng hỏi tôi. Tôi không biết đâu. Đừng mà. Đừng mà. Tôi không biết thiệt mà. Sáng ngày mai kêu lão Kim đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần đi. Bà nội đừng mà. Bệnh viện tâm thần không phải nơi tốt đẹp gì. Nếu mẹ vào đó, bệnh của bà ấy sẽ không bao giờ khỏi đâu. Người điên điên khùng khùng như cô ta, chúng ta làm sao mà chịu nổi chứ? Không đưa cô ta đi, nhà họ Tô chúng ta đều sẽ bị điên mất. Bà nội, con đảm bảo con sẽ trông chừng mẹ thật kỹ, không để bà ấy gây quả nữa đâu. Bà đừng đưa bà ấy đi mà. Chính vì bà quá nhân từ với cô ta, cho nên cô ta mới thành ra như vậy đó. Bây giờ phải làm sao đây? Không được. Lần này bà nhất định sẽ không thể mềm lòng được nữa đâu. Bà nội, đừng mà bà nội. Mẹ, mẹ, đừng. Mẹ đừng mà, đừng có đưa con đi. Mẹ, mẹ ơi, con sẽ nghe lời của mẹ mà. Con hứa con sẽ ngoan, con nhất định sẽ ngoan. Mẹ đừng đưa con tới đó. Mẹ đừng đưa con tới đó, con không muốn đi đâu. Con hứa con sẽ ngoan, con sẽ ngoan. Con sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ à. Con nhất định sẽ nghe lời của mẹ. Mẹ đừng đưa con tới đó. Đừng có đưa con tới đó. Mẹ à, con xin mẹ đó. Đừng có đưa con tới đó. Con không muốn tới đó đâu. Mẹ, con không muốn tới đó. Ông trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì? Bác sĩ, tình hình sao rồi? Vẫn không có khởi sắc. E rằng phải tính toán tới tình huống xấu nhất. Sao lại như vậy? Bác sĩ nhất định phải cứu con dâu của tôi. Nhất định phải khiến nó khỏe lại. Chúng tôi đã cố gắng rồi. Vậy tại sao nó lại không có phản ứng? Nếu lão phu nhân nghi ngờ về chuyện chữa trị của chúng tôi, có thể lựa chọn chuyển viện. Lão phu nhân, nói không chừng bà ba nhìn thấy cô Vũ Hàm sẽ tỉnh lại đó. Chúng ta tìm cô ấy đi. Phải đó. Dứt khoát phải đăng báo tìm người về. Mau chóng tìm cô Vũ Hàm về đây. Không phải trước đó đã đăng báo rồi hay sao? Không có chút tác dụng nào hết. Chỉ bằng công khai treo thưởng. Chỉ cần tin tức trên thông báo chính xác thì sẽ được thưởng. Cái này cũng là cách hay. Có thưởng chắc chắn sẽ có người tìm. Tuấn Kiệt,
Con quen bên tòa soạn, chuyện này giao cho con làm có được không? Nhất định phải nghĩ cách tìm ra Vũ Hàm. Bà tin rằng chuyện này nhất định sẽ có diễn biến. Bà nội yên tâm đi, con sẽ đi làm ngay. Mau đi, mau đi, mau đi đi. Nào nào nào, uống miếng nước, uống miếng nước, tôi rót cho ông. Tôi nói mà, rau tôi trồng khác với người ta. Phải đó, ông đúng là giỏi. Bà tin không, hôm nay bán được rất là nhiều tiền đó. Cô Hứa đâu rồi? Cô ấy ra ngoài mua đồ rồi. Mà nè, ông tìm cô ấy làm gì? Không có gì. Tôi chỉ đoán. Đoán cái gì? Không có gì. Coi như tôi chưa nói gì đi. Nè, có chuyện gì thì nói đi. Nói cho tôi biết đi. Bà xem đi. Tôi đâu có biết chữ đâu. Ông kêu tôi xem cái gì? Xem ảnh đi. Ảnh sao? Người này không phải cô Hứa hay sao chứ? Bà cũng thấy giống phải không? Ông coi, đôi mắt này nè, cái mũi này nè, chính là cô Hứa. Ngày nào tôi cũng gặp cô ấy, lý nào lại nhìn nhầm chứ? Có chuyện gì vậy? Mau đọc cho tôi nghe đi. Là thông báo tìm người đó. Tô Vũ Hàm, mẹ bị bệnh nguy kịch, cho nên ai tìm được, báo cô ấy nhanh chóng trở về. Nếu cung cấp được manh mối có giá trị, sau khi chứng thực sẽ được thưởng 100 đồng đại dương. 100 đồng đại dương. Nhà họ Tô xưởng bột mì đại phát. Cái gì mà nhiều tiền thưởng vậy? Trả tờ báo lại đi. Dạ, có lợi ích gì thì chia cho con đi. Nè, cha, Tô Vũ Hàm này là cô Hứa có đúng không? Phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Đứng lại đó, làm gì vậy? Gọi điện thoại đó, bánh thịt từ trên trời rớt xuống không lẽ không lấy? Mày tham tiền tới điên rồi. Đương nhiên là con điên rồi, 100 đồng đại dương đó. Cha bán rau tới khi nào mới được 100 đồng? Hơn nữa, xưởng bột mì đại phát, đừng nói là 100 đồng đại dương, cho dù 1.000 đồng cũng đưa được. Cô Hứa chúng ta quen không phải Tô Vũ Hàm đâu. Tao sẽ không cho mày gọi điện. Người không ngang của không nhiều, thịt mở tới miệng là bảo con nôn ra. Có đạo lý này sao? Cha không cần, nhưng mà con cần. Đứng lại đó. Mày dám bước ra khỏi cửa, tao đánh gãy cái chân chó của mày. Được rồi, được rồi. Người trên báo có phải là cô Hứa hay không, còn chưa biết chắc. Vậy mà cha con các người lại cãi nhau, không ra thể thống gì. Không sợ người ta cười hay sao chứ? Tôi mặc kệ có đúng hay không, không ai được đi hết. Sao cha lại xé đi rồi? Đó là 100 đồng đại dương đó. Nếu mày dám nói chuyện này ra, thì mày cút ngay cho tao. Tao không có đứa con trai như mày đâu. Alo, tôi có tin của cô Tô Vũ Hàm đây. Anh có tin tức của Tô Vũ Hàm sao? Phải đó. Vậy tôi hỏi anh, cô Tô Vũ Hàm bao nhiêu tuổi rồi? Trông có vẻ 40 mấy. 40 mấy tuổi sao? Như vậy thì ngại quá. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy không phải người tôi muốn tìm. Cảm ơn nha. Sao rồi? Nói là có một người phụ nữ 40 mấy tuổi. Biệt thự nhà họ Tô, xin nghe. Cái này tôi không rõ lắm, tôi phải hỏi chủ nhân của chúng tôi. Anh chờ một chút. Lão phu nhân, người này nói là có tin tức của cô Vũ Hàm, nhưng mà thấy tiền rồi mới chịu nói. Trả lời hắn, chúng tôi tìm thấy người rồi. Cảm ơn anh. Đi đăng một bài báo, lại thu hút biết bao nhiêu là kẻ lừa đảo. Vậy mà không có chút tin tức nào của Vũ Hàm. Bà nội đừng tức giận. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được cô ấy thôi. Nếu như em ấy muốn về thì đã về từ lâu rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Chí Vĩ đã đi rồi, Vũ Hàm cũng đi rồi. Năm đó ta thật sự là nên đi cùng với bá Dung. Bà già này sống tới bây giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Bà nội, xin bà đừng nói như vậy. Chi Vĩ và Vũ Hàm đều là con cháu của Tô gia, chắc chắn sẽ trở về. Còn phải chờ nữa sao? Phải chờ bao lâu? Bà nội còn chờ được nữa hay không? Vũ Hàm mà, rốt cuộc con đang ở đâu vậy? Không được, ta không thể sống như thế này mãi được. Không được đâu. Mẹ Tiết, đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi đi. Mau đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi đi. Bà nội từ từ thôi. Lão phu nhân từ từ thôi. Cẩn thận. Tuấn Kiệt, vừa rồi em không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm. Không có ý đó sao em lại nói như vậy? Đi cũng đã đi rồi, sao cô vẫn cứ như âm hồn bất tán vậy? Tìm ai đó? Các người đang báo tìm Tô Vũ Hàm phải không? Gọi nhầm sao? Số điện thoại viết rất rõ ràng, không sai mà. Tô Vũ Hàm, cô Hứa, chào buổi sáng. A Khánh, vừa rồi cô Hứa có nghe thấy gì không? Tôi không nghe gì hết. Tôi phải đi dậy rồi. Vậy thì đi tự nhiên. Có phải A Khánh đã phát hiện gì rồi không? E rằng không thể ở lại đây được nữa. Cho hỏi, đây là xưởng bột mì Đại Phát cho nhà họ Tô làm chủ phải không? Cậu có chuyện gì vậy? Gặp ông chủ của các người nói chuyện thôi. Cậu là ai? Tôi nói rồi mà, gặp ông chủ của các người tôi sẽ nói. Mau đi thông báo đi. Không tên không họ làm sao mà báo? Kêu ông đi thì cứ đi đi. Càm ràm cái gì? Sao người của cậu không nói lý lẽ vậy? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông làm lỡ chuyện lớn của ông chủ các ông, vậy thì một mình ông gánh vác không nổi đâu. Các người cãi nhau cái gì vậy? Có chuyện gì? Người này muốn gặp lão phu nhân. Cậu tìm bà ấy có chuyện gì không? Có phải các người đã đăng báo tìm Tô Vũ Hàm gì đó hay không? Muốn biết chuyện của cô ta hay không? Cậu từ đâu đến? Thanh Phổ. Nào, được rồi, mời cậu vào nhà đi. Xin mời. Tô Vũ Hàm đó hiện tại không phải tên Tô Vũ Hàm. Chỉ có tôi biết giờ cô ta tên gì thôi, và biết cô ta ở đâu. Quá ra nhị tiểu thư đổi tên. Hèn gì mà tôi tìm hoài mà không ra. Còn gì nữa, mau đón nó về đây đi. Được rồi, được rồi. Cậu Hồng, làm phiền cậu dẫn đường đi. Muốn tôi dẫn đường? Được rồi, lấy tiền ra đi. Giờ gặp người, chứng minh không sai, nhất định sẽ đưa tiền cho cậu. Nhìn thấy người, ông có còn chịu đưa tiền sao? Tôi dùng danh nghĩa của xưởng đại mì Bột Phát để bảo đảm. Nói lời tuyệt đối sẽ giữ lời. Như vậy thì chưa chắc. Lỡ như ông qua cậu rút gián thì sao? Cậu... Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta nói lời khó nghe trước. Nếu người đó không phải là người chúng tôi cần tìm, tiền thưởng phải trả lại gấp đôi. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta chốt. Giỡn trò đúng không? Tôi không bàn nữa. Nè, khoan đã. Đã lúc nào rồi? Đưa cậu ta lên phòng sổ sách lấy tiền, mau lên, nhanh lên. Ê,
Nếu cậu mà dám giở trò, tôi sẽ đưa cậu tới cục cảnh sát đó. Sao tôi dám chứ? Đi. Mẹ Tiết, gọi điện cho Tuấn Kiệt, nói cho nó biết tin tốt này đi. Dạ, lão phu nhân. Alo, Phó Tổng Hoa, cho hỏi Tổng Giám Đốc Phương có ở đó không? Anh Phương ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi sao? Anh ấy nhận được điện thoại của bệnh viện nên vội vàng tới. Bệnh viện. Được rồi, được rồi. Được, tôi biết rồi. Phu nhân, cậu Phương nhận được điện thoại của bệnh viện nên vội vàng tới đó rồi. Bệnh viện. Không lẽ Nhã Cầm? Mẹ Tiết, chúng ta phải nhanh chóng tới bệnh viện. Đi đi đi, nhanh lên. Bà từ từ thôi. Bà nội để con đi cùng với. Con ở nhà coi chừng mẹ của con đi. Bà nội, nhưng con lo cho bà ba. Chỉ cần coi chừng mẹ của con cho tốt là lập được công đức rồi. Bà nội đi thông thả. Mẹ, tiễn một người lớn đi. Người nhỏ lại trở về sao? Mẹ, con đừng có nhìn mẹ như vậy. Mẹ không có điên đâu. Mẹ tỉnh táo hơn bọn con nhiều đó. Mẹ, mẹ khỏi bệnh rồi sao? Là đám cháy đó đã khiến cho mẹ tỉnh ngộ. Chỉ cần ngày nào hồ ly tinh kia còn ở đây thì mẹ sẽ không thể nào tỉnh táo. Mẹ, ngọn lửa đó là do mẹ châm sao? Ngọn lửa đó là do tiện nhân kia bất cẩn gây ra, có liên quan gì tới mẹ đâu. Nhưng bà nội cho rằng bà ba bị mẹ dọa sợ cho nên mới gây ra tai nạn như vậy. Bị mẹ dọa sao? Đang yên đang lành cô ta làm gì phải sợ mẹ chứ? Đều tại cô ta cướp mất chồng của mẹ, cướp mất hạnh phúc của mẹ, hủy hoại tất cả của mẹ, cho nên cô ta mới sợ mẹ đó. Cô ta đã làm chuyện xấu, trong lòng cô ta hổ thẹn là đúng rồi. Con cho rằng trên thế gian này có báo ứng hay không? Con có tin không? Con tin không? Tin không? Con có tin hay không? Con tin, con tin mà. Nhưng mà mẹ, mẹ đang yên đang lành, tại sao lại đến phòng của bà ba? Phòng của bà ba? Phòng đó là của mẹ. Sao mẹ không thể vào phòng của mình được kia chứ? Sao đây? Con cảm thấy cô ta đáng thương lắm có phải không? Con cảm thấy cô ta khổ lắm có đúng hay không? Chỉ còn mẹ của con thấy mẹ có đáng thương hay không? Mẹ hỏi con, mẹ có đáng thương không? Mẹ có khổ tâm không? Tôi có đem đồ em bé tới cho cô đây. Dạ chào cô, đi chậm thôi. Như vậy thì ngại quá, lại để cho cô tốn kém rồi. Đều là quần áo cũ cả, không có tốn đâu. Của mấy đứa trẻ nhà họ hàng tôi. Chỉ cần cô không chê là tốt rồi. Sao tôi lại chê chứ? Cảm ơn cô còn không kịp đây. Không phải người khác đã nói sao? Trẻ con mặc quần áo cũ sẽ dễ nuôi hơn. Tôi đang lo không tìm được quần áo cũ cho con đây. Vậy sao? Nếu cô đã nói như vậy, sau khi tôi tăng ca sẽ về lục tủ, đem hết quần áo lúc nhỏ của tôi đem cho con cũng hết. Được rồi, vậy tôi sẽ giữ cho kỹ, coi như báu vật gia truyền. Cô Hứa, có người tìm cô. Ở đâu vậy? Dạ ở bên kia. Cô Vũ Hàm, cô khiến tôi tìm cô vất vả quá rồi. Chuyện gì vậy? Xin lỗi nha, chú nhận nhầm người rồi. Tôi họ Hứa, Hứa Như Băng. Cô Vũ Hàm, cô Vũ Hàm, bà ba sắp không xong rồi. Mẹ tôi làm sao? Vừa đi vừa nói đi. Chúng ta mau tới bệnh viện có được không? Nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu. Đi, mau mau mau. Mẹ,
Mẹ tuyệt đối đừng từ bỏ, nhất định phải cố gắng. Vũ Hàm sẽ tới nhanh thôi. Cô ấy sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhất định phải cố gắng. Từ từ thôi cô Vũ Hàm. Cẩn thận coi chừng đó. Chú Kim đừng dìu nữa, tôi không sao đâu. Xin lỗi. Xin lỗi. Con đã không thể để mẹ gặp được Vũ Hàm. Vũ Hàm. Mẹ. Mẹ, con là Vũ Hàm. Con là Vũ Hàm đây mẹ à. Mẹ. Con là Vũ Hàm đây. Con đã quay trở về rồi. Mẹ. Con là Vũ Hàm đây. Mẹ. Chúng chỉ còn nghĩ con ra đi là để đổi lấy yên ổn cho mẹ. Con không muốn mẹ bận tâm vì chuyện của con, cho nên con mới ra đi. Con đã sai rồi. Mẹ. Mẹ con sai rồi. Mẹ đánh con đi. Đánh chết con đi. Mẹ đánh con đi. Đánh con đi mà. Đánh con đi. Mẹ à. Mẹ à, đánh con đi. Mẹ à, tại sao lại như vậy chứ? Mẹ có nghe con nói không? Đánh con đi. Mẹ. 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 Mẹ à. Mẹ. Mẹ à. Mẹ ôm con đi. Mẹ à. Mẹ nhìn con đi mà. Mẹ. Tại sao mẹ lại như vậy chứ? Mẹ à. Mẹ đánh con đi. Mẹ à. Tại sao mẹ con lại như vậy rồi? Tại sao? Mẹ à. Mẹ đừng có bỏ con như vậy. Nè Vũ Hàm à, con sao vậy? Dì tiểu thư, sao vậy? Bụng của con. Bụng của con. Mau, mau tìm bác sĩ đi, nhanh lên. Cô Vũ Hàm, cô ráng lên đi. Cô Vũ Hàm, chờ một chút, bác sĩ sắp tới rồi. Cô Vũ Hàm. Dùng sức. Dùng sức, dùng sức đi. Đứa bé sắp ra rồi. Dùng sức đi. Tiếp tục dùng sức đi. Được rồi.
Dùng sức, hít thở sâu. Được rồi, hít thở sâu, cố gắng lên. Dùng sức, cố gắng dùng sức hơn nữa. Phải rồi, tốt lắm, sắp ra rồi. Lão Kim, cha của đứa bé đâu rồi? Sao không thấy cha của nó? Người cung cấp manh mối nói hình như là chết rồi. Lời nói của người đó đáng tin hay không? Chắc chắn không tới mức nói dối. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng lắm. Tình hình thì vẫn phải hỏi cô Vũ Hàm. Vậy sao? Cô Vũ Hàm đi hơn nửa năm, không nghe nói cô ấy lấy chồng. Sao lại có một đứa trẻ chứ? Con mắt nào của cô nói nó không lấy chồng chứ? Không phải lão phu nhân, ý của tôi, con cháu nhà họ Tô có gia giáo, không kết hôn, tuyệt đối không sinh con. Lão phu nhân, tôi không có ý đó. Tôi nói, cô Vũ Hàm kết hôn, sao lại không cho chúng ta biết? Vũ Hàm muốn tránh né chúng ta mà đổi cả họ lẫn tên. Nó kết hôn thì sẽ báo cho chúng ta sao? Dạ, lão phu nhân nói đúng. Sau này đừng có tùy tiện nói mấy lời như vậy, đặc biệt là trước mặt cô Vũ Hàm. Không được nhắc một chữ nào. Lão phu nhân, trước giờ bà thương cô Vũ Hàm nhất. Bất kể là cha của đứa bé là người ra sao, đứa bé này đều là cháu chắc của bà. Đúng vậy, lâu lắm rồi nhà chúng ta không có trẻ con. Lần này Vũ Hàm về, thật sự đã mang cho chúng ta một bất ngờ rất lớn. Cô Vũ Hàm đã vào đó cả buổi rồi, sao vẫn chưa sinh chứ? Có khi nào là sinh khó không? Đừng nói bậy. Là thai đầu tiên, tất nhiên phải chậm hơn rồi. Phải đó, lòng dạ cô Vũ Hàm tốt như vậy, chắc chắn là sẽ không sao. Đương nhiên là không sao. Nhã Cầm nó đi quá sớm. Nếu không, nó có thể nhìn thấy cháu ngoại của nó ra đời rồi. Lão phu nhân, đều tại tôi. Đã nói những lời không nên nói, khiến cho bà đau lòng. Không sao đâu, tôi không có trách ông. Tôi thấy ông cũng không giúp được gì ở đây. Ông về nhà trước đi, về lo liệu hậu sự cho Nhã Cầm đi. Nhanh lên, mau đi. Dạ, lão phu nhân. Vậy tôi đi trước đây. Cầu xin ông trời, nhất định phải phù hộ cho Vũ Hàm, bảo vệ mẹ con nó bình an vô sự. Không biết bây giờ bà ba ra sao rồi? Sao không có ai gọi điện về chứ? Vũ Hàm đã về rồi. Tuấn Kiệt sẽ ở bên nó. Không đâu, không đâu. Nếu Tuấn Kiệt có tâm tư này, đã sớm rời khỏi căn nhà này rồi. Nếu như Phương Tuấn Kiệt đó dám có lỗi với con, mẹ sẽ không tha cho nó. Sao lại nhìn mẹ như vậy? Mẹ, bệnh của mẹ, bệnh của mẹ. Mẹ bệnh tật gì chứ? Còn không phải tại hồ ly tinh kia hát ngày hát đêm, khiến cho tinh thần của mẹ suy nhược. Giờ cô ta đi rồi, đầu của mẹ không còn đau nữa, tất nhiên là khỏi bệnh. Mẹ, bà hai, đại tiểu thư, chú Kim, bà ba sao rồi? Cô Vũ Hàm đến đó đúng lúc gặp được bà ba lần cuối. Chú nói sao? Bà ba đã... Bà ba đã đi rồi. Bà ba vẫn luôn chờ cô Vũ Hàm tới bệnh viện. Sau đó bà ấy mới đi. Bà hai, đại tiểu thư, tôi còn phải lo hậu sự cho bà ba. Tôi lui xuống trước đây. Chú Kim à,
Đại tiểu thư, cô còn gì căn dặn? Vậy còn Tuấn Kiệt đâu? Cậu Phương ở bệnh viện cùng với lão phu nhân. Đại tiểu thư, không có chuyện gì khác, tôi đi nha. Mẹ, mẹ nghe thấy gì chưa? Bà ba chết rồi. Chết rồi đó. Mẹ chỉ là dọa cô ta một chút, không liên quan gì tới mẹ. Liên quan gì tới mẹ đâu. Con đừng có hỏi mẹ. Đừng có hỏi mẹ đó. Sinh rồi. Sinh rồi. Lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân. Bà đã là bà cố rồi. Chúc mừng anh. Vợ của anh đã sinh ra cho anh một bé trai. Đứa bé rất khỏe mạnh. Hiện tại đang chăm sóc làm sạch cho nó. Vậy cháu gái của tôi, tình hình sản phụ rất tốt. Bây giờ đang đưa tới phòng phụ sản. Các người có thể thăm cô ấy rồi. Được được được. Mời ba chị theo tôi. Được được được. Lão phu nhân, đi từ từ thôi. Lão phu nhân. Không sao rồi. Phụ nữ sinh con giống như đi qua quỷ môn quan. Qua được ải này rồi, vậy thì không sao nữa. Cố gắng bồi dưỡng đi, sẽ rất nhanh hồi phục thôi. Sao vậy? Con vẫn còn giận bà nội sao? Con bé này, con giống hệt như mẹ của con. Có khổ sở gì cũng tự mình chịu. Có phải con đang trách bà là không đi tìm con đúng không? Đã để con lưu lạc bên ngoài, chịu đủ mọi khổ cực, có phải hay không? Bà nội nói thật cho con nghe, từ lúc mà con đi thì không ngày nào, không ngày nào bà quên được con. Đăng báo nhờ người đi tìm con khắp nơi, nhưng mà đều không có tin tức gì của con cả. Con nói đi, bà nội phải làm sao đây? Bà nội chỉ có thể cầu xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho cháu gái của bà bình an. Chờ một ngày nào đó con chơi chán rồi thì con sẽ quay trở về đây, sẽ quay về với bà nội. Bà nội, con không trách bà đâu. Chỉ là con, chỉ là con đang nhớ mẹ của con. Con rất nhớ bà ấy. Con thật sự không thể biết là đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao lúc con đi, mẹ con vẫn còn khỏe mạnh? Nhưng mà lúc con quay trở về thì mẹ con đột nhiên nằm trên giường bệnh như vậy, lại còn bị thương nặng như vậy nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc mẹ của con đã gặp phải chuyện gì chứ? Chuyện này thì bà nội đã điều tra rồi. Hôm đó thật sự quá lạnh, vì vậy sức khỏe mẹ con rất yếu. Với lại chứng bệnh đau đầu của mẹ con lại tái phát, Cho nên đã ngã từ trên lầu xuống. Là vậy sao? Lời của bà nội, không lẽ con không tin hay sao chứ? Con không, con tin chứ. Chỉ là con cảm thấy sức khỏe của mẹ con vốn không tốt lắm. Bà ấy vô cùng cẩn thận. Muốn trách, chỉ có thể trách số của mẹ con không được tốt. Duyên ngắn với người nhà,
Tuấn Kiệt đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa về chứ? Vốn chỉ là con tưởng là con ra đi có thể đổi lại cuộc sống bình yên cho mẹ con. Nếu con biết cuối cùng sẽ như vậy thì con thật sự sẽ không rời khỏi bà ấy nửa bước. Đứa bé ngoan, cháu ngoan của bà. Mẹ 去跟你爹和你大妈相聚了。